bao yên lành, hãy hát trao nhau bao yêu thương từng ngày. Noel về đêm một phút, đêm ghi nhận nét tình sự của ngôi lời Thiên Chúa đi vào trần gian, đêm nhắc lại cho con người một tin vui trọng đại có 102 trong lịch sử loài người. Con Thiên Chúa xuống thế làm người để sống cho con người. Vậy người đã đến để giải phóng con người thoát khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự chết. Cách đây hơn 2.000 năm, vào một đêm mùa đông giá lạnh, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người trong một hang đá nhỏ tại cánh đồng Bethlehem miền Judea. Ngôi hai ấy chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giờ đây, cha xứ sẽ có đôi lời đến với quý vị. Kính thưa cha xứ Kỳ Đức và tất cả bà con, Noel 2012 đã về và đem niềm vui cho tất cả mọi người chúng ta và toàn thế giới. Giáng sinh là tin mừng trọng đại, trong đó con Thiên Chúa đã hạ thế làm người để cứu độ nhân loại. Trong cái niềm hân hoan mừng Chúa Giáng sinh, giáo xứ Đức Tân chúng con cống hiến một cái đêm văn nghệ để tăng thêm cái niềm vui mừng Chúa Giáng sinh cho tất cả mọi người. Và năm nay là năm đức tin của người Công giáo, trong cái niềm tin cũng như trong cái tình hiệp thông hiệp nhất của người Kitô hữu, thì trong đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh đêm nay có sự đóng góp tiết mục văn nghệ của giáo xứ tức là giáo xứ láng giềng của giáo xứ Đức Tân. Và nhân tiện đây chúng con cảm ơn cha xứ cũng như là diễn viên của giáo xứ Nghị Đức trong cái niềm tin, trong cái tình yêu thương hiệp nhất đã đến chia sẻ niềm vui với giáo xứ Đức Tân cũng như là góp phần với giáo xứ Đức Tân làm tăng niềm vui Noel cho tất cả mọi người. Trong cái tâm tình đó, giờ đây con xin chính thức tuyên bố đêm khai mạc mừng Chúa văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh 2012 bắt đầu. Đề nghị quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để có đồng. Noel về lòng vui như mở hồn, như giao duyên nối kết giữa đất trời, như tình thương đêm nay vừa Giáng sinh, như tình yêu chớm nở giữa loài người. Bởi đêm nay nơi máng cỏ nghèo hèn, hang đá vắng bỗng trở nên cung điện, cho vua trời đến lập cư vĩnh viễn, cứu loài người khỏi kiếp tiền kiếp. Ngài đã đến nối nhịp cầu mơ ước, như vì sao rực rỡ chiếu ánh yêu thương. Trên trái đất bỗng không còn thù giận, tuyệt vời thay giấc mơ cõi thiên đường. Kính thưa cha, quý sơ cùng quý vị khán giả, hôm nay chắc chắn rằng trên khắp địa cầu ai ai cũng nô nức hân hoan đón Chúa. Trong tâm tình đó, mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi đã cố gắng tập luyện để góp những lời ca, tiếng hát, đơn ca tình yêu Chúa dưới sự trình bày của cô Bích Phương. Và thứ ba, vũ điệu Merry Christmas của giáo họ Phaero. Thứ tư, dạ hội do các diễn viên nhí. Và thứ năm, vũ điệu gia đình sống đức tin của giáo xứ Nguyễn Đức. Thứ sáu, tam ca hát với thiên thần. Và tiếp theo, kịch Chúa Giêsu chữa bệnh. Chính vũ điệu Tây Nguyên. Và tiếp theo, đơn ca đêm thánh vô cùng với sự góp mặt của anh sinh 10 nhịp điệu tâm điểm yêu thương do sự trình bày của giáo lý viên của giáo xứ Đức Tân. 11 vũ khúc Noel Noel. Và 12 kịch ngắn Người Samaritano tốt lành. Thank you.
Oh.
tôi đến đây tôi phải khóc. Cho tôi nhậu đâu. Ông có ba bà nữa hả?
Và tiếp theo sẽ là gia đình sống đức tin của giáo sư Nguyễn Đức. Con xin mời cha Nguyễn Đức lên có đôi lời phát biểu ạ. Trước hết xin được cảm ơn và kính chào cha quản sứ giáo sứ Đức Tân. Kính thưa quý vị, hôm nay đang hiện diện nơi sinh lễ hôm nay, chắc chắn niềm vui Giáng sinh đang tràn ngập trên tất cả chúng ta. Tại sao chúng ta vui nào? Thưa, bởi vì con Thiên Chúa đã nhập thể xuống thế làm người để chia sẻ thân phận của chúng ta và để cứu độ chúng ta. Đặc biệt hơn, qua mầu nhiệm Giáng sinh, đó chính là cuộc sống, là niềm tin của chúng ta. Kính thưa quý bà và anh chị em, vì thế mọi người cứ tưởng chúng ta đang sống trong lòng đức tin. Chúng ta cũng rà soát lại đức tin của chúng ta trong cuộc sống, có thể qua tiểu phẩm gia đình người Công giáo sống đức tin. Hôm nay được trình diện với quý bà anh chị em, xin nào bà anh chị em cố gắng để chúng ta rà soát lại đức tin của gia đình mình. Kính mời quý bà anh chị em chúng ta cùng thưởng thức. Chú anh đi đâu mà bát xác đi hoài, nhà có anh cũng như không. Anh lên nhà thờ chứ đi đâu? Anh dọn đồ lên trình cha xứ cho anh đi tu luôn thể. Em có đùa không đó? Anh đi thật đấy. Chứ anh coi, tối ngày anh đi làm rễ cho nhà thờ, còn mọi việc một mình em từ mở mắt đến tắt đèn đi ngủ mà vẫn chưa xong. Em hay nhỉ? Năm nay là năm đức tin, vả lại Noel cũng cần kề. Mình sống đạo phải thể hiện đức tin chứ em. Thánh Gia-cô-bê nói đức tin không đi nhà thờ là đức tin chết. Cái gì? Anh nói lại em nghe. Thì thánh nhân nói đức tin không đến nhà thờ là đức tin chết. Bọn anh nói sai à? Trời đất quý thần ơi, em chưa nghe ai trích thánh kinh sai như anh đấy. Sai, sai sao? Sai chỗ nào? Thánh nhân nói đức tin không có hành động là đức tin chết. Đức tin không có hành động là đức tin chết. Anh nghe rõ chưa? Chứ không phải. Thôi anh biết rồi. Thì hành động hay đến nhà thờ cũng giống nhau thôi mà. Anh nói thế mà nghe được. Hành động thì nơi nào chẳng có hành động, đâu cần đến nhà thờ mới có hành động đức tin. Quan điểm của em không đúng lắm. Nhiều người cũng nghĩ như em, nên có đạo mà chẳng khi nào đi nhà thờ và tâm gì đến các sinh hoạt của giáo xứ, bàng quan như người vô đạo vậy. Thì đạo tại tâm, ở đâu mà chẳng có Chúa. Nhưng nhà thờ là nơi cầu nguyện, nơi Chúa Giêsu thánh thể luôn hiện diện ở đó, nơi để cho các tín hữu tập trung hiệp thông, là nhà chung. Chúng ta thường xuyên lui tới không những cầu nguyện mà còn trông coi, và làm được việc gì thì làm. Noel sắp về mà xem ra nhà thờ mình bề bộn lắm. Nếu có người sứ bạn hay quan khách nào đó ghé thăm, họ sẽ đánh giá giáo xứ mình thế nào? Em không nghe ông bà xưa có câu sống thì đạo nhờ, chết thì nhờ đạo à? Bộ hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hả anh? Em có ấm đầu không đấy? Chứ bỗng dưng anh sổ nho đạo em nghe chẳng hiểu gì. Thế ra là vậy. Chào ba, chào mẹ, con mới về. Chứ sáng giờ con đi đâu mà chẳng thấy con phụ việc. Con lên nhà thờ chứ đi đâu? Mẹ không biết khi mau bắt đầu tập múa canh thức Giáng sinh mà mẹ. Lại lên nhà thờ? Anh ở nhà mà sao cứ lên nhà thờ làm việc? Còn việc nhà chẳng muốn đụng tay vào là sao? Cha con mi lên nhà thờ, ở luôn đi khỏi mất công đi về. Hết cha rồi tới con, mọi thứ trong nhà này giao cho cái thân già. Ba, ai ngửi mẹ đi kìa. Thôi được. Em này, từ nay anh và con chu toàn việc nhà, rồi thời gian còn lại đó mình cũng tranh thủ lui tới nhà thờ. Trước là để cầu nguyện, sau thì làm được việc gì cho nhà chung cứ làm. Em có đồng ý không? Anh nhớ đấy nha. Cha con anh đi thì cho em đi với. À, hoan
cô mẹ. Vậy từ nay mỗi ngày mình cùng thu xếp dẹp nhà, rồi lên nhà thờ cầu nguyện, biến thánh thể Chúa rồi phụ giúp được gì cho nhà thờ thì giúp ba mẹ ha. Đúng đó con à, nhà thờ là nhà muôn dân cầu nguyện, là nhà của bổn đạo chúng ta. Chúng ta phải thường xuyên lui tới cầu nguyện, hiệp thông và trông nom. Không khéo để nhà Chúa ra nhà hoang mất. Đấy cũng là cách thể hiện đức tin của mình đó con à. Mình gắn bó với Chúa, Chúa sẽ không có bỏ mình. Thời buổi bây giờ, con người ta kiêu ngạo đuổi Chúa ra khỏi cuộc đời mình và chẳng còn biết nhà thờ, nhà Chúa gì nữa. Vì thế năm nay Hội Thánh kêu gọi rà xét lại đức tin và thăng tiến niềm tin của mình bằng hành động cụ thể đó con ạ. Ba nói phải đó mẹ. Hôm 13 tháng 11 vừa rồi mẹ đi tà bao mà không để ý lời giáo huấn của đức cha Giuse à. Cái con này mẹ nuốt từng lời bằng ngọc ấy chứ sao không hiểu ý. Vậy ý con đức cha Giuse dặn gì? Ba nhắc lại cho mẹ nghe đi ba. Những câu mà ba khen hay đó. Thì đức thầy nói á, một kinh chung bằng một thùng kinh riêng, và một thánh lễ xa bằng ba thánh lễ gần. Ý của ngài là chúng ta đừng có bo quan điểm theo đạo tại tâm, chỗ nào cũng có Chúa. Đồng ý là thế, nhưng nếu ta hy sinh đi hành hương, tham gia thánh lễ chung, đọc kinh chung, tham dự chia sẻ việc nhà chung, nhà Chúa, thì thể hiện tính hiệp thông sâu sắc trong hội thánh thôi chứ. Mẹ nghe chưa? Con rất tự hào về ba. Ba đúng là number one. Cha con đi lúc nào mà chẳng cùng một phe. Em khéo nói. À, mà gần tới Noel rồi, nhà mình cũng phải lo làm hang đá kính Chúa hài đồng chứ ba. Con nói phải đó. Nhưng trước tiên á, phải lo hang đá tâm hồn đã con. Chúa hài đồng có sinh ra hàng vạn lần trong máng cỏ mà không sinh lại trong tâm hồn chúng ta lần nào thì thật là vô phúc cho chúng ta lắm. Ba cảm nghiệm rằng mỗi lần ba xưng tội xong là một lần Chúa Giêsu sinh lại trong tâm hồn ba. Mẹ, đức tin của ba vẫn mạnh mẽ nhỉ? Con quá khen. Đức tin của ba coi vậy á, chứ còn non yếu lắm đó con à. Nếu anh muốn đức tin của anh mạnh mẽ hơn thì ngày nào anh cũng cầu nguyện bằng nhạc thánh: lạy Chúa, con tin, xin đỡ nâng đức tin còn non yếu đó. Mẹ nói chí phải đó ba. Mà con hỏi thật ba mẹ nha, ba mẹ có thuộc bài hát năm đức tin chưa? Cái con nhỏ này thuộc chứ sao chưa? Vậy cả nhà ta cùng cầu nguyện bằng bài hát đó ba mẹ nhé. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Sau đây con xin đọc tên những người đã ủng hộ đêm văn nghệ hôm nay. Chị Túy 30.000 đồng, bà Bình 50.000.
với thầy, bước đi theo thầy, nhờ thầy mà đường về chân tình yêu. Đôi đầu dối gian trông lại bất cơ, qua thầy tìm ra sự thân giác hoa. Càn ngăn mọi áo tâm, đẩy lùi sự chết chóc, trong tay bài thầy bao vệ sự sống. Bước theo thầy đừng xa đừng xa, sống như thầy đừng xa đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng xa đừng xa, sống như thầy đừng xa đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thầy mở đường về chân tình mỹ, đôi đầu dối xa chống lại bất cơ, qua thầy tìm ra sự thật giải thoát. Ngàn ngàn mọi an tâm, đầy lối sự chém chóc, chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Thầy mở đường về chân tình mỹ, đôi đầu dối xa chống lại bất cơ, qua thầy tìm ra sự thật giải thoát. Càn ngăn mọi áo tâm, đẩy lùi sự chết chóc, trong tay với thầy và thầy sẽ sống. Bước theo thầy đừng xa đừng xa, sống như thầy đừng xa đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng xa đừng xa, sống như thầy đừng xa đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng xa đừng xa, sống như thầy đừng xa đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Sống như thầy đừng xa đừng xa, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Sống như thầy đừng xa đừng xa, vì thầy là ngôi thai làm người, ngôi thai làm người.
nhạc vang lừng khắp cõi xa gần. Hãy dừng reo bên suối trong Chúa giáng trần một đêm sáng thanh bình. Lời ngôn sứ đã gom dâng bên bình an cho đời ta, cho người dân trí ngày lòng. Một tràng vỗ tay thật to lên để phụ tinh thần cho. Yeah.
này, người nhóm kia, người gió thái, người đi lòng, người hướng đông, người hướng tây, người dù xa trắng hay da màu. Nếu có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia sẻ hạnh phúc nương trời, trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thường, người dù là nữ hay là nam. Đều được gọi mời sống chứng nhân tình yêu, hằng hòa vào đời những tình ý thiên tâm, trở nên mối men, trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Quên đi hết nắng lao ưu phiền. Noel, Noel, ta vui với
Samaria nhân từ đi qua và đồng lòng thương. Ông bị gì vậy? Tôi bị tiếng chuột đánh. Sau đó lấy dầu rượu bôi lên những vết thương của. Và người Samaria đưa cho chủ quán 2 đồng tiền và nói với người đó rằng: nhờ bác chăm sóc cho hai người này có tốn kém bao nhiêu thì khi trở về chúng tôi sẽ hoàn lại trả bác. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha xứ, quý sư, hội đồng mục vụ, ban âm thanh ánh sáng cùng tất cả quý vị xin chúc kính chúc một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Hài đồng xin cảm ơn quý vị. Alo, sau đây xin mời gia trưởng hội đồng. Chúng ta bao yên lành, hãy hát trao nhau bao yêu thương tình.
trong đêm lạnh. Mừng mùa Noel mang đến trong muôn tim người hát khúc ca ngân vang vui. Mùa Noel nhịp đàn vui vui cho chúng ta bao yên lành. Hãy hát trao nhau bao yêu thương từng ngày. Giáng sinh cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan cho đêm trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan cho đêm trong trần gian. Noel về nhạc yêu thương vang reo rắp trời mới. Noel về vạn ý thơ vang lên khắp trần an. Noel về nguồn bình an dạt dào trên dương thế. Chúa xuống trần đem ơn lành niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đứng trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh chân say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đứng trong trần gian. Đêm an bình đêm hy vọng người tặng bán cho nhân thế niềm tin. Chúa giáng trần ôi nhiễm màu nào có ai hiểu được thấu tình sâu. Hoa bao đời muôn con người hằng đời chấm muôn tình yêu cứu thế. Nay con ngài đã thấy rồi này bé thơ chính Chúa đã tặng ban. Cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào
cùng hát lên bài ca. Mừng Giáng sinh cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca. Mừng Giáng sinh cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Say ân tình con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh. Cho con hiểu giữa cánh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin. Xin soi đường như sao là dù con đi về trời cao yêu dấu. Tri ân người đã xuống trần để dẫn con lên quê hương trường sinh. Nào cùng hát lên bài ca. Mừng Giáng sinh cho nên xây hồng ân ôi thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca. Mừng Giáng sinh cho nên xây hồng ân ôi thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Lần lần la lần lần la lần la 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 lần la lần la la lần la lần la la lần la lần la. Nào cùng hát lên bài ca. Mừng Giáng sinh cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Chiều đại hồng ân cho muôn nơi, chiều đại tình thương xóa muôn tội lỗi.